Tới tận nơi đây á, thì có hai vợ chồng có một đứa con nữa là 31 người. Thì năn nỉ xin là được đi theo quá giang xe, đoàn xe của mình đi về Sài Gòn để mà học nấu quán chay với đồng đạo Thiện Nghĩa. Thì Nghĩa cũng đồng ý cho đi, nhưng mà cái ngày đó không bao giờ chúng sen có thể quên được, là ngày 24 rạng sáng 25. Thì khi mà đi dự cái đại lễ của Đức Thầy xong, trên đường về thì cái chiếc xe của mình nó là né một cái bà cụ già, mà cái người đàn ông đi xe đạp say rượu mà né một bà, chạy lạng lách mà đụng bà cụ già, rồi cái xe của mình né né sao mà cái tán bể cái con lươn bay nguyên chiếc xe xuống sông luôn. Mà chỉ có tin là 31 người, mà mình là người thứ 30 được lôi lên, mà tất cả bình yên hết, không ai bị gì hết. Đó là một sự nhiệm màu của Phật pháp, nhưng mà nói chung thì mình thì cũng lớn tuổi rồi, thành ra mà khi mà người ta phá cái nóc xe để mà lôi lên á, thì người mình nó va chạm vô hai cái thành á, người ta nắm hai cái cánh tay lôi lên, thì người mình nó cũng rỉu rã. Mặc dù cái bổn mạng mình thì nó vẫn giữ được, nhưng mà cái sự đau của cái thân thể với thêm nữa cái tuổi đời á, thì qua cái sự việc đó thì mới thấy rằng cái sự nhiệm màu của Phật pháp. Và gần đây nhất thì có sự chứng kiến của Châu Phú. Lý Hùng Cường hết. Còn Trang hồi chiều ấy bỏ con Trang chứ không Cường. Được. Thứ tư. Cô tư ha. Còn cô thứ mấy cậu? Cô thứ ba. Cô ba, cô tư, ở cô cô ba. tám đi, cô tám. Cô tám ha. Cô tư, cô tám. Cô chụp xe, còn cô thứ mấy? Cô Huyền. Huyền hả? Thứ mấy? Cô trong đâu nhà. Có thứ đâu. Trong nhà, nhà đó. Cô đâu có thứ đâu. Ủa trong nhà đi. mình không có thứ hả? Đẻ ra Huyền hay Liên Huyền gì đi. Đẻ ra là không thứ luôn. Không thứ luôn. Vì ai đẻ? Năm chị, năm anh em bốn chị. Không biết nữa. Rồi. Thì cô Út đi. Thôi, thôi đừng kêu cô Út, kêu cô Quyền đi cho em. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý cô chú, hiện giờ Châu Phú ở ngay căn nhà của chú Ba Tèo ở Việt. Thì tại đây Châu Phú sẽ mời quý cô chú anh chị đồng hành cùng với chú Ba, cùng với nghệ sĩ Trúc Sen, cô Tám, cô Ba và cô Quyền chia sẻ một cái video rất là đặc biệt. Cô Ba này từ ở ngoài vùng ngoại Việt mà đi về đây thì cũng có cái duyên lành với Đức Thầy, cùng với cô Tám. Thì cô Tám ở bên Đức đi về đây, cũng ở bên Đức thì hay gặp cái hình ảnh của Đức Thầy hiện ra ngoài Việt và cái hình của Đức Thầy đứng nữa đó. Thì cho nên hôm nay Châu Phú gửi đến quý vị những cái video nhiệm màu của quý vị. Thì anh em bây giờ cô chú anh chị thì cũng đã đoàn tụ với nhau như là con một nhà, vì hôm nay là chú Ba Tèo là chở cả đoàn của Châu Phú đi lên đó để mà làm cái lễ quy y cho một người thì ở bên Đức, còn người thì ở Việt Nam nữa. Vì thì video rất là đặc biệt nên hôm nay Châu Phú làm lại một cái video kỷ niệm trước khi cô Tám cùng với cô Ba và nghệ sĩ Trúc Sen và cô Quyền đi về nhà, đi về Sài Gòn, rồi người thì sắp sửa nữa về Đức nữa. Vì cô Ba thì ở đâu không quên cô Ba, Ở Bảo Lộc. người thì về Bảo Lộc. Thì Châu Phú mời quý vị và các bạn đồng hành cùng với Châu Phú, cùng với gia đình chú Ba nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào chú Ba, chào quý cô nha. Di Đà Phật. Dạ, Di Đà Phật. Thì thưa cô, hôm nay cái duyên lành sao mà cô quen với lại chú Ba Tèo cô? Có mời cô chia sẻ ha. Chú Ba Tèo là tôi hồi đó tôi không biết, Dạ. thì tôi mới lên mạng thì thấy Châu Phú á, lên mạng phát thuốc miễn phí, thì tôi người đau mà tôi thấy ấy, mà thế là mà tôi xin, thế chú Ba mới gửi cho tôi
một lần thuốc là hai lần thuốc mà tôi đắp, đúng là thuốc rất là hiệu nghiệm. Xong đó, tới cái ngày 22 đó thì anh ba mới nói: cô Liên ơi, tới 24-25 là đặng sanh của Đức Thầy đó, cô có về không? Thì nó thật là trong túi tôi còn có 600 ngàn thôi. Thì tôi muốn nói với anh ba là: anh ba ơi, em có mấy trăm ngàn, em đi xe không đủ, chắc em không về đâu. Cái tối đó thì tôi đốt nhang, tôi niệm Phật. Thì tôi niệm Phật đâu là nửa tiếng đồng hồ, tôi cắm nhang. Tôi cắm nhang thì lúc là 8 giờ là vô mới đi ngủ. Thì đâu có nghỉ gì đâu, tới sáng tới 9 giờ á thì sáng vẫn niệm Phật mà đó cũng không có để ý cái nha. Bắt đầu tới 9 giờ tới sáng bét đầu cái đi lên, lên đi ngang qua tự dưng thấy cái nhang nó cong như một chữ X y chang luôn. Cái tôi kêu trời ơi, tôi nhớ là trên mạng nói là chữ ký của Đức Thầy là chữ X. Là nguyên cái ngày đó là lòng tôi nó lăn lăn, nó khó chịu, mà nó thôi thúc nó kiểu gì á là kêu phải đi về tổ đình, con phải đi về tổ đình. Thế là qua ngày 24 cái tôi quyết định là đứa con gái nó lên, nó mới cho mẹ là tôi mới nói chuyện với nó, cái nó kêu mẹ muốn đi thì con cho mẹ mấy trăm mẹ đi. Thế là nó cho 700, cái tôi thành ra 1.3 triệu. Thì tôi mới điện cho anh ba, tôi kêu anh ba ơi, sáng mai anh nhớ là lúc em xuống dưới chỗ anh đó Long Xuyên, em điện là anh đã anh rước em ngang, chứ còn cái đất Long Xuyên là em không có biết gì hết, anh phải nhớ đó, để em xuống là em quy y. Tại rồi em đưa một món quà này là nó độc nhất vô nhị, mà lần đầu tiên em thấy luôn. Cái là anh ba mới hứa. Thì tối đó là 9:30 tối, là 9:30 tối ngày 23 sáng 24 đó. Thì tôi đi, đi miết tới là tới 10 giờ 11 giờ, gần 11 giờ là anh ba mới ra rước tôi ngay bến xe của bến xe Long Xuyên. Thì vậy tôi mới đưa. Thì anh ba mới dắt tôi đi lòng vòng tới thầy Sơ Mâm, tôi mới đưa ra. Ông thầy Sơ Mâm ổng gục đầu ổng kêu đúng rồi đó, không có sai sót gì. Thì tôi nói thật lòng tôi kêu là tôi đã xa thầy cả chục ngàn thế kỷ rồi, bây giờ mới gặp lại, là thầy muốn là tôi quy tụ về để gặp thầy. Bữa tôi thấy cái nhang mà tôi rơi nước mắt, tôi nói thật tôi không có nói ra miếng nào ấy. Trong điện thoại tôi vẫn còn cái hình như vậy, mà tôi chụp 3-4 cái hình lúc tôi đi xuống này là cái lưng nhang tôi vẫn còn y, tôi không có cái ấy, tôi vẫn để nguyên mà. Nên là về tôi thấy đồng đạo là tôi nói là cứ nước mắt tôi rớm rớm, gặp lại các đồng đạo là như là gặp anh em từ kiếp xưa mới gặp lại vậy đó. Nên bữa nay tôi nói để quý đồng đạo mà biết là thầy kêu tôi về nên tôi về đó. Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn cô ba đã chia sẻ những cái nỗi niềm của mình, và có cái duyên sâu với Đức Thầy hay sao mà cô ba mới đi về đây mà mới có cái hiện tượng vậy. Thì thường ngày cô ba ở ngoài đó đó có thường hay nghe sấm giảng của Đức Thầy không cô? Thì nói chung á thì tôi có điện thoại thì lâu lâu tôi mới mở ra tôi nghe, mà tôi nghe tức là trời ơi cái ông này sao ông nói, tôi đâu ổng biết ổng là Phật đâu. Mà tôi kêu trời ơi sao ông này ông giảng sao mà hay quá à. Mấy ông thầy kia ông giảng sao tôi không thích. Bắt đầu tôi mới dở ra tôi thấy cái hình của ổng, mà đâu ổng biết ổng là Phật mà tôi còn khen nữa. Trời ơi sao ông này sao ông đẹp trai quá trời ta. Tôi còn khen nữa, tôi khen đâu có chục lần á. Tới lúc mà là tôi á, tôi chưa quy y mà tôi chưa theo, chỉ có biết thờ là niệm Phật
và đốt nhang rồi giái cho gia đình, coi như là tai qua nạn khỏi, việc lành đưa đến, việc dữ đưa đi. Vậy mà đến khi là đốt cái nhang nó như vậy rồi là cứ là nó thôi thúc bắt tôi phải về tổ đình, chứ tôi không biết tổ đình là như thế nào ấy á, là tôi mới nhờ anh ba đưa tôi đi. Chứ nó thật, trên có ngọn đèn dưới đất, tôi không bao giờ nó láo, tôi không biết tổ đình là ở đâu. Mà bữa nay là tôi biết rồi, mà tôi đã quy y rồi, là tôi nói thật á, là lòng tôi nó phơi phới, làm như tôi bay được lên trời đó. Tôi nói thật tình á, tôi không có nói gian miếng nào hết á. Cảm ơn cô ba rất nhiều nha. Và cái sau khi mà cô ba nhận những cái phần thuốc, thì phần thuốc đó thì cũng của đồng đạo gửi tiền về để mà chợ. Và có khi cô ba là sẽ cố gắng niệm Phật quản chay làm lành đó. Và hôm nay cô ba có cái duyên lành với lại đức thầy gì đó, cô về thì bây giờ là cái cơ thể cô nó thấy khỏe không? Tôi nói thật á, tôi trị phải nói em muốn hết tiền này, mà nó sưng, mà nó tê từ trên đầu tê xuống, mà lưỡi nó vẫn tê. Mà tôi mới nói đúng ra, tôi đắp bữa nay mới 16 ngày thôi, mà tôi đắp 3 bữa là tôi biết trúng thuốc rồi. Tôi về ba tôi đưa, tôi nói cho ba má tôi, ba má tôi nói trời đúng thuốc rồi, con ráng theo đi con. Nhưng mà nó thật bữa nay là nó bớt, là nói chắc cú luôn, bớt 70% rồi đó. Lại chân tôi nó xẹp, xẹp lép luôn rồi. Là tôi thấy nó quá linh nghiệm nên tôi mới theo như vậy. Còn niệm Phật á, thì bây giờ cứ đi nấu cơm cũng niệm Phật, đi mua đồ ăn cũng niệm Phật, đi tắm cũng niệm Phật, xin lỗi nha, đi vô nhà sĩ cũng vẫn niệm Phật. Cứ tôi rảnh hồi nào tôi niệm Phật. Mà tôi leo lên xe Vương Trang, là xe Vương Trang chạy là tôi niệm Phật, đến khi tôi ngủ là tôi mới không niệm Phật thôi. Chứ bây giờ là tôi chỉ có niệm Phật thôi. Tôi rất là tin tưởng Phật Pháp. Dạ, ngôi Di Đà Phật. Cảm ơn cô ba rất nhiều. Và kế tiếp nữa thì mời nghệ sĩ Trúc nghe. Nghe cái câu chuyện nãy giờ thấy xúc động không con? Cô có thể có một cái cảm nhận sao cô này có duyên sâu với thầy với Phật quá gì nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và lời đầu tiên, con Phật tử Trúc Sen xin trân trọng kính chào cho vị đồng đạo thân thương, kính chúc cho vị đồng đạo trong nước cũng như ngoài nước được nhiều sức khỏe, phúc lạc trong tình thương đại đồng của chư Phật. Và hôm nay thì cũng thật là một cái duyên lành, hữu duyên để chị em chúng ta được hội ngộ tại nơi đây. Tại vì theo lời tổ thầy nói, nhất ẩm nhất thực thì tất cả nó đều là nhân duyên hết. Mình ngồi chung một chuyến thuyền cũng là một nhân duyên. Mà ngày hôm nay thì chị thì tuốt ở ngoài Lâm Đồng, không biết một chút nào về đức thầy, cũng không biết tổ đình Hòa Hảo cũng như thánh địa Hòa Hảo là ở nơi nào. Nhưng mà được một cái duyên lành, duyên sâu bao đời bao kiếp, chị đã trồng cái cội lành, biết đâu là chị cũng đã từng là đệ tử của ngài. Nhưng mà mình là mình đi lạc á, khi mà mình đầu thai trở lên á thì mình đi lạc á. Cho nên ngày hôm nay thì tổ thầy nhắc nhở, đưa đường dẫn lối để cho mình trở về, tìm về cái bản sở của mình. Cho nên là hôm nay cũng là một cái nhân duyên, thì Trúc Sen á vô cùng mừng và rất là xúc động khi nghe qua câu chuyện của chị. Thì để mình thấy rằng Phật Pháp luôn luôn rất là nhiệm màu, và tổ thầy thì luôn luôn lúc nào cũng chan chứa tình thương đối với các con của ngài. Tổ thầy không có bỏ. Chẳng hạn như Trúc Sen thì cái câu chuyện này thì coi như tất cả quý vị cũng đã biết rồi, nhưng mà hôm nay thì cũng xin nhân qua cái câu chuyện này thì để cho con được trình bày đôi chút. Thì khi mà Trúc Sen á, cách đây là 8-9 năm về trước á, thì Trúc Sen có nhân duyên á, là cũng ngày 24-25 tháng 11 thì Trúc Sen đi về thánh địa Hòa Hảo. Thì một cái chiếc xe mình đi á, thì lúc bấy giờ là mình đi là xe 30 chỗ, nhưng mà mình đi là 28 người. Thì khi về tới tận nơi đây á,
thì có hai vợ chồng có một đứa con nữa là 31 người. Thì năn nỉ xin là được đi theo quá giang xe, đoàn xe của mình đi về Sài Gòn để mà học nấu quán chay với đồng đạo Thiện Nghĩa. Thì Nghĩa cũng đồng ý cho đi, nhưng mà cái ngày đó không bao giờ chúng Sen có thể quên được, là ngày 24 rạng sáng 25. Thì khi mà đi dự cái đại lễ của Đức Thầy xong, trên đường về thì cái chiếc xe của mình nó là né một cái bà cụ già, mà cái người đàn ông đi xe đạp say rượu mà né một bà, chạy lạng lách mà đụng bà cụ già, rồi cái xe của mình né sao mà cái tán bể cái con lươn, bay nguyên chiếc xe xuống sông luôn. Mà chỉ có tin là 31 người, mà mình là người thứ 30 được lôi lên, mà tất cả bình yên hết, không ai bị gì hết. Đó là một sự nhiệm màu của Phật Pháp. Nhưng mà nói chung thì mình thì cũng lớn tuổi rồi, thành ra mà khi mà người ta phá cái nóc xe để mà lôi lên á, thì người mình nó va chạm vô hai cái thành á, người ta nắm hai cái cánh tay lôi lên thì người mình nó cũng rỉu rã. Mặc dù cái bổn mạng mình thì nó vẫn giữ được, nhưng mà cái sự đau của cái thân thể với thêm nữa cái tuổi đời á, thì qua cái sự việc đó thì mới thấy rằng cái sự nhiệm màu của Phật Pháp. Và gần đây nhất thì có sự chứng kiến của Châu Phú, là gần đây nhất là cách đây mới có vài tháng thôi. Thì đoàn của chú Sen là cùng với nghệ sĩ Kim Tiểu Long được đi về dự một cái đại lễ khánh thành chùa Tam Hòa Tự B. Thì sau khi mà mình dự cái lễ khánh thành đó thì được cái người dân địa phương ở nơi đó, người ta mời mình về để mà giống như là người ta cái khúc sông đó đó, người ta muốn làm một cái khu du lịch, rồi thấy cái nhóm đoàn nghệ sĩ của mình về thì người ta muốn là mình đi lên đó giống như gần giống như là mình đờn ca tài tử rồi đó. Nhưng mà thay vì đờn ca tài tử thì mình đem những cái mẫu chuyện về Phật Pháp chia sẻ cho nhau nghe, rồi ngâm nga những bài sấm giảng. Thì Kim Tiểu Long mới vừa trao đổi về cái vấn đề là cái sự nhiệm màu của Kim Tiểu Long. Thì lúc bây giờ mình nhìn qua cái tàu ở bên kia thì lão thấy là cái tàu nó đã sắp lật rồi. Thì bên này nó kêu là lật tàu rồi kia. Thì mọi người bên đây là niệm Phật rất là nhiều. Mà lúc bây giờ tự dưng trời đang nắng, trời quang mây tạnh luôn. Mà tự dưng mà giông tố mà nó nổi lên ầm 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 luôn. Mà chỉ biết mấy tiếng đồng hồ, nghĩa là dầm mưa. Mà coi như là cái người lái tàu đó, người chủ tàu đó đó, mà cũng là cái người chủ của cái quán cà phê đó mời, người ta cũng rất là lo âu. Nhưng mà người ta giữ tinh thần để cho mình đừng có sợ hãi đó. Thì người ta cũng cố gắng để mà giúp đưa đoàn vào bờ. Mà những cái sự nhiệm màu mà mình không thể nói được, không thể nghĩ bàn được là không ai bị cái gì hết. Từ cái chiếc tàu bị lật bên kia cho tới bên đây mà mấy tiếng đồng hồ đó. Nó tuyệt vời là cái nào, khi mà cái tàu ra đó thì ba lần mà ra không được, ba lần ra không được, rồi lấy cái xào chống để mà đẩy cái xà lan ra cũng không được, rồi có người xuống dưới sông nắm lôi cái sợi dây, rồi ở trên thì đẩy, dưới thì lôi để mà ra. Có nghĩa là thầy đã cản rồi, ngài đã cản rồi, nhưng mà các con cố đi. Cho nên khi đi á thì thấy cái sự mà nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì các con có niềm tin với Phật Pháp nên thầy cũng chở che mình để cho tất cả mọi người phải một phen rất là hú vía. Cho nên chính lý do đó thì ngày hôm nay cũng là cái nhân duyên gặp được chị, và biết qua cái câu chuyện của chị thì chúng Sen cũng rất là vui mừng. Vui mừng vì là chị đã chạm được đến với Phật Pháp, và một chân chị đã bước vào với cái vùng thánh địa của tổ thầy, là coi như là cái duyên lành đã trổ. Thì chúc Sen cũng hy vọng rằng sau cái chuyến đi này trở về thì chị cố gắng tinh tấn nhiều hơn nữa, tinh sâu nguyện thiết và hành chuyên. Mình tin tưởng rất là sâu và mình nguyện thiết tha, mình hành thì cho chuyên cần, để cái ngày mà long qua tam hội chúng ta nguyện tương phùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn nghệ sĩ Trúc Sen đã có một cái bình luận và có những cái câu chuyện Phật Pháp nhiệm màu. Thì qua câu chuyện này cho Phú nhớ lại còn giật mình. Dạ, lạnh người lắm. Lúc đó là tưởng chừng như có là em đó. Dạ, em lúc có đó đi. Đang trên đó đó, những cái kênh YouTube lớn đó cho nó mà.
đó, thành ra là tính là chuyến đó nếu mà tưởng là chết hết đó. Chết hết đó là YouTube còn không có ai quay, còn có mấy người à. Tại vì khi mà cái giai đoạn mà nguy hiểm nhất đó, thì giông gió thì những cái máy quay này nó ngã rầm rầm hết trơn rồi. Thành ra là tới khi mà có thể quay lại được một vài cái đoạn phim đó, thì mọi người đã bình an lên bờ rồi. Đó, còn cái giai đoạn mà nguy hiểm nhất, sóng gió mà nó bao hết cái xà lan mà nó xoáy, nó nhấn chìm xuống vậy nè. Nó nhấn chìm xuống là bao nhiêu nó bao phủ hết. Thì lúc bấy giờ là cứ nghĩ rằng là chết á, nhưng mà trên tàu tất cả mọi người rất là đồng thanh niệm Phật. Nhưng mà hầu như là không có ai hốt quản. Cái thuyền kia nó lật là cỡ 70%. Ồ, niệm Phật quá trời bật lên lại. Rồi xong á, nhiệm màu cái là khi mà mình ngừng lại đó, mình ve vô chứ không có được quẹo cái đầu vô nữa, quẹo vô lật ngang. Ve vô sát vô mé bờ là nó có một cái cọng dây luộc chờ sẵn, giống như chờ sẵn mình vậy. Để cho mình nó níu cái cọng dây đó. Ô chịu lên. Níu cọng dây để kéo, để kéo cái mỏ hà vô. Nhưng mà tự nhiên tại sao mà dây luộc có sẵn luôn? Mà tối quá ha. Coi như là nghe ngóng à. Trời thì nó hầu như là nó tối luôn rồi đó. Nó tối luôn, tối tăm luôn, mà mưa thì tầm tã, mà sao mà mình nhìn thấy được cái cọng dây đó để mà mình níu, mình phân cái cọng dây. Có phải chăng đó là thầy ngài đã sẵn giang cái vòng tay ra để chào đón mình, các con, đưa các con lên bờ một cách rất là bình an. Đó cho thấy đó con phải tu, cho con thấy đó, con thì đó là vậy đó. Cọng dây đó hình như bữa đó cỡ nửa cầm tay con à. Dây bự. Nhưng mà không biết sao tự nhiên ta thọng trên bờ sẵn xuống gì luôn đó. Mà chỗ miếng đất đó là trống luôn. Không có người nhà, đúng rồi, cái chân đó đó. Thành ra là sao cái cọng dây buộc vô trong cái cây sẵn nha. Nổi da gà. Thì sau một cái chuyến đi đó thì Chúc xem về bệnh cũng mấy tháng á. Tại vì thể trạng rất là yếu, mà dầm mưa coi như mấy tiếng đồng hồ. Cho nên là về là nhiễm bệnh á, rồi thêm nữa là ông xã vừa mới mất. Ông xã vừa mới mất mà trong khi đó trước khi ông xã mất thì mình cũng quá cực với chồng rồi. Quá cực nhọc với ổng luôn, chưa có kịp là gọi là tỉnh táo cái là lại bị dính vô một cái tai nạn rất là lớn đó, là tưởng tất cả mọi người mất hết luôn á. Cho nên chính vì lý do đó mà cái sự nhiệm màu của Phật pháp, cho nên là Chúc Sen rất là trân trọng đạo của thầy, trân trọng lắm, phải nói là cảm ơn thầy nhiều lắm, trân trọng. Mà trên hai cái ghe đó có cậu nào cô nào biết lỗi không? Có ai biết lỗi? Không biết lỗi nhiều lắm. Toàn là mấy bà già không, mà cái tàu bên kia là toàn người già không. Mà không có áo phao nữa. Ô cha. Hai cái ghe đều không có áo phao. Cái đó mà lỗi ra là thằng hả? Ghe nguy hiểm đó. Không, với tại vì ở phía sao không? Cái đó chỉ là cái bún nhỏ thôi. Cái bún nhỏ thôi. Thấy nó không có lớn, mình đâu có nghĩ như vậy. Cái sâu ha, nó chụp cái lòng chảo nó sâu, biết đâu cái bún. Mà cái mới sấy nước. Tự nhiên cơn gió ập tới. Mà giống như cơn bão vậy á. Mà Kim Tiểu Long đang kể về cái mẫu chuyện là Đức Thầy nói Kim Tiểu Long, tại vì Kim Tiểu Long có nói là ngày xưa Kim Tiểu Long rất là quậy, quậy dữ lắm, cho nên là thầy mới kêu như giống như khỏ đầu á, kêu mà phải về để tìm Đức Thầy và phải quay đầu lo tu đi. Nhưng mà không chịu hả? Đó. Không, anh về anh tìm đó. Đó thì tìm liền đó, tìm đó. Liền đó, đó. Thì đang kể về cái mẫu chuyện về cuộc đời đó. Đó, rồi cái xong cái tự dưng cái là giông gió ở đâu mà nó nổi lên mà nó nhồi lên nhồi xuống, cái bắt đầu trời mưa, nghĩa là mưa mà mình cái mặt của mình là mình có cái cảm giác như là nó cắt cái da thịt mình nó, giống như mưa đá vậy đó, đó. Mưa nó mạnh dữ lắm, khủng khiếp luôn. Nó thằng bé nó nhờ cái ba lô của con á, con của chú Lửa á, chú Lửa có đi, nó nhờ cái ba lô của cậu Châu Phú với mấy con bài à. Trời thương quá ha. Gió quá. Mà lúc đó là con cũng xanh mặt, ghe vô. Ghe này không có thể tắt được, cứ chạy bường lên gì nè, bường lên gió. Chứ nếu mà quẹo ngang là lật liền. Lật liền, lướt theo gió. Cái bắt đầu mình lướt lên mà mình ghe nhẹ nhẹ vô nè. Cái tí mốt lửa thấy gần sát vào bờ quá, thấy có cọng dây thòng sẵn rồi. Cậu phóng xong. Nắm cọng dây đó, gịch vô. Nổi quá là trí tệ. Đó, thầy cho cái trí tệ nhanh. Cái gì đó, lạ vậy đó.